Dạ con chào sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường. Hôm bữa con gửi đường link hỏi về vị này bỗng dưng được nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng mà link bị xóa không còn xem được. Con gửi lại hình qua link Drive. Rồi. À, con thấy có nhiều bình luận nói là vị này hành hạnh đầu đà y phấn tảo, bản thân con thấy màu y không đúng luật. Có thể do vị sư này biết nhưng không có điều kiện để nhuộm y, kính mong quý sư cho ý kiến về các vị hành đầu đà này để chúng con tránh tà kiến, có suy nghĩ không đúng về các vị này. Thứ nhất là ở trong kinh Trung Bộ, mấy cái bài mà sư vừa giảng vừa rồi, sư có nói tới nếu như mà quý vị học thì quý vị sẽ thấy là cái người á, muốn thực hành hạnh đầu đà thì việc đầu tiên là vị ấy phải giữ giới. Có thể bây giờ sư giới sư không dám nói là sư trong sạch hoàn toàn, sư cũng còn lấm lem chỗ này chỗ kia, nhưng mà nếu như mà mình muốn thực hành hạnh đầu đà thì giới mình phải trong sạch hoàn toàn, mình không có được vi phạm dù là những cái lỗi nhỏ nhặt. Thì trong tất cả các nếu như mà mình vi phạm giới mà mình thực hành hạnh đầu đà thì nó làm như thế nào? Nó giống như một người á, ôm một cái bát bằng vàng mà ở trong đó đựng xác chuột chết nha. Ở trong kinh nói đó, đựng xác chuột chết, đựng xác rắn chết, đựng ở trong đó đó. Rồi người ta thấy cái bát đẹp quá, người ta hỏi: ôi trời, anh đựng cái gì trông đẹp dữ vậy? Thì vị này mới mở ra thì người ta té ngửa, người ta thấy cái bát bằng vàng mà đựng toàn xác chuột chết, xác rắn chết. Thì xin thưa là ngay cả người Đức Phật nói trong kinh, ngay cả người đói cũng không muốn ăn chứ đừng nói chi là người no nghe. Người đói cũng còn không muốn ăn chứ đừng nói chi là người no. Thì cái người mà hành hạnh đầu đà đấy mà giới luật không có giữ, thì không giữ hoàn toàn ấy, thì nó không có lợi ích gì hết và cũng không thể nào được cái sự cung kính. Mà trong cái hạnh đầu đà thì nó có như thế này: một là mình lẳng lặng mình làm chứ mình không có nói cho người ta biết là mình thực hành hạnh đầu đà. Mình thực hành hạnh đầu đà mà mình nói cho thiên hạ biết là mình đang hành hạnh đầu đà thì cái đó là mình không phải là hành hạnh đầu đà. Cái thứ hai là sư có xem một cái đoạn video của vị này. Vị này nói là Nam Tông chứ không phải khất sĩ. Thì xin thưa là nếu như khất sĩ thì sư cò có thể hiểu được, tại vì cái kiểu y này giống như kiểu y của khất sĩ thì sư có thể hiểu được. Nhưng nếu như mà nói một ông sư Nam Tông thì sư không chấp nhận. Tại việc đầu tiên khi anh xuất gia thì anh phải có y bát. Xuất gia là phải có y bát. Nhớ dùm nha, xuất gia không có y bát là không có nhận nha. Xuất gia là phải có y bát. Khi có y bát rồi anh phải giữ cái y đó. Y đó có rách có nát thì anh giá. Chứ anh không nha giá. Mà nếu như mà anh có cần phải chấp miếng này miếng kia vô á, là anh phải nhuộm cho nó cái màu đó nó gần, nó tẹp vô. Hoặc là anh lấy nguyên cả tấm y đó anh nhuộm lại nó, để cho nó thành một cái màu mới, để cho nó tiệp màu. Chứ không phải là anh đi anh cắt anh may cái kiểu đó. Kiểu đó không đúng. Hồi xưa thì cô sư có may một cái tấm mền đẹp lắm. Sư nói thiệt là đẹp. Do mấy cái vải mà vải rách á, vải vụn á, vải vụn. May cho sư một cái mền như vậy đó, đẹp lắm. Nhưng mà sư đành từ chối, sư không có xài. Nhắc cho quý vị biết nha, ở trong cốc của sư, tức là không ai nhìn mà sư còn không xài. Tại sao? Tại nó không được nhuộm đúng luật, không được nhuộm đúng màu của luật. Thì thành ra sư không có xài. Ngay cả cái dùng để đắp mà còn như thế thì nói chi là cái mình mặc lên trên người. Và vị này thì sư e ngại,
Tại vì mình không có học luật để mà mình biết hết được các cái luật của một vị tỳ kheo, mà mình đã vội vã mình đi mình thực hành thì luật mình không cứng. Thì đương nhiên cái chuyện mà đi thì cũng quý đó, đi khất thực không nhận tiền thì cũng quý đó, nhưng nhiêu đó chưa đủ, nhiêu đó chưa đủ. Rồi sư cũng không có biết là cái pháp vị này hành như thế nào, vị này hành có đúng pháp hay không, sư không biết, cho nên sư không có cơ sở để bình luận. Nhưng mà chỉ riêng cái chuyện mà đầu đà đó thì nó đã có rất nhiều chuyện để mà nói. Thành ra là thôi đó, thì những cái mà sư có thể gợi ý góp ý thì nó là như vậy. Không biết đại đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không, xin mời đại đức. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Về câu hỏi này nè, về cái phần mà gọi là liên quan đến gọi là giới luật đó, biết kinh đó, tinh thần kinh và luật đó, thì Đức Hạnh Tuệ đã giảng giải rất là rõ rồi, cho quý vị hiểu rõ rồi thế nào là đầu đà đúng nghĩa hay thế nào đúng luật, đúng không? Và trong tinh thần tạng kinh thì như thế nào, hay là nói thẳng là đại đức cũng có trích dẫn từ thanh tịnh đạo thưa quý vị, đó là quý sư thiên mắt gá đó. Đó, để nó rõ cho quý vị đã hiểu rõ, cho nên là sư sẽ không nói vấn đề này nữa. Nhưng mà ở đây sư sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện bản thân sư, câu chuyện này có thật hoàn toàn. Câu chuyện này sư nhớ không lầm, hình như là trước kỳ đoạn dịch 2020 thưa quý vị, cái đầu 2020 thì có một vị sư bạn sư có quen một cái cô Phật tử ở bên Canada đó. Thì khi đó đó cái vị sư bạn sư mới kể với sư là cái cô Phật tử này nè là cũng có biết cái vị là một cái vị mà tu Đầu Đà ở ngoài Nha Trang gì đó. Như vậy đó thì muốn hỏi là thế nào đúng, thế nào sai, còn hộ độ cái kiểu này nọ đó. Nói chung cũng có tâm, cô đó có tâm. Chắc là tán thán thôi vị. Thì thời điểm đó thì nghe nói ngoài Trang có một vị tu Đầu Đà. Đó. Thì khi mà Liên có kết nối, nó kết nối với cô đó, thì cô đó mới hỏi là cái việc mà ví dụ một vị tu Đầu Đà mà như vậy, như kiểu như vậy đó, thì như thế nào sư, tụi con nên ứng xử thế nào? Thì sư mới nói như vậy. Vì nói là bây giờ sư ví dụ cô hai trường hợp, một ông sư A và ông sư B. Ông sư A thì ông này cũng tu bình thường. Tu bình thường là sao? Tu bình thường là ông cũng ở cốc liêu, cốc chùa, cấp chấp cốc chùa cho ông cốc gì thì ông ở cốc đó, không? Rồi chùa cúng gì ông ăn ở đó, không? Đó thì ông làm đúng theo đúng với luật nha, đúng với luật, đúng kinh thần kinh nội luật. Đó, thì khi mà cô lại tiếp xúc với ông sư vị sư này nè, vị sư tu bình thường nè, gọi sư bình thường này nè, thì cô mới cô có cái lòng, sư bảo sư mới nhấn mạnh là gì nè. Sư mới hỏi cô trước là có phải là cô hộ độ cho một vị bất kỳ một vị sư nào hay là chư tăng nào, thì có phải cô đều hướng đến mong muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi và học và hành theo đúng pháp Thế Tôn không? Cô nói là đúng. Cái sư mới nói là vậy thì cô mới đến hỏi cái vị sư tu bình thường này nè, là bạch Đại Đức ơi, Đại Đức có thể hướng dẫn con cái giáo pháp Đức Thế Tôn không, ngài dạy cái gì? Thì cái vị này nói là Thế Tôn dạy là tứ diệu đế, đúng không? Bát chánh đạo là con đường đưa đến chấm dứt sinh tử đó, cái vị đó dạy như vậy, nghe nó nói đơn giản thôi. Đó là trường hợp thì ra và sư mới nói, sư mới quay qua trường hợp của cái vị B. Thì vị B này được người ta nói gọi là tu Đầu Đà, đúng không? Tu Đà có nghĩa là ở mặt y phấn tảo, ở trong hang núi, ở dưới gốc cây đó, hay là ăn nhất tọa thực, đúng không? Đó mà như hành Đầu Đà tương tự như vậy đó, bao gồm 13 hành Đầu Đà đó. Thì khi á mà cô á lại cúng dường vị này, rồi xong rồi cô mới tầm cầu, cũng tâm lý á, tầm cầu giáo pháp đó, thì cô mới hỏi vị này là bạch Đại Đức có thể giảng cho con, có để con có vun bồi chánh kiến để con học và hành theo đúng lời dạy không? Thì cái vị này á, thì khi đó là cái vị này mới trả lời là Đức Thế Phật dạy là có tam diệu đế, là có thất bát đạo à. Đó thì khi như vậy nói như vậy xong á, thì cả như hai trường hợp hai như vậy xong á, thì bây giờ sư mới hỏi cổ là vậy á, thì khi mà hai vị này á giảng cô như vậy nè, thì cô theo vị nào?
Thì con mới nói dạ thì con phải theo cái vị mà nói đúng pháp chứ sư, cái vị mà nói theo đúng lời Phật dạy. Thì sư mới nói, sư mới nói có nghĩa là ở đây câu chuyện này sư kể này là không phải mình phỉ báng các vị tu hành đầu đà gì hết, hiểu không? Nhưng vấn đề ở đây á, là mình á, mình tu là mình cần cái gì, chánh kiến trí tuệ thưa quý vị, đó là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là cái vị nào nếu mà tu đầu đà hành đầu đà mà có lại có chánh kiến nữa, đi hiểu biết giáo pháp Phật, xin thưa bản thân sư, sư phục sát đất, sư còn muốn đi tìm nữa là thật sư còn muốn đi tìm những vị đó, đảnh lễ cúng dường vị đó, cung kính vị đó, biết sao thì mình có phước chứ không có gì, đúng không? Mình cũng mong mỏi gặp những cái vị mà những cái vị mà tu đầu đà theo đúng nghĩa như vậy, là có chánh kiến này nọ, thật sự rất là quý thưa quý vị. Mình lại cái niềm hoan hỷ hân hoan, mình cúng dường đảnh lễ, mình hoan hỷ vô cùng, đúng không? Thậm chí mình cũng tập theo các hạnh mấy ngày, theo cái sự hướng dẫn mấy ngày, cái hạnh mấy ngày nữa, đúng không? Để mình hướng đến cái đó nữa. Đó. Nhưng mà cốt lõi á, là ở đây á, đôi khi cái Phật tử á, chúng ta ngay cả nói chung là hàng hàng cận sự hàng tứ chúng luôn chứ không phải riêng gì Phật tử nữa, đôi khi cái vẻ bề ngoài á dễ đánh lừa mình mà mình quên đi, sư nói gọi là quên đi, mình quên đi hay là mình ngộ nhận đi cái mình giúp mình á, hướng đến giải thoát sinh tử luân hồi, đó là cái trí tuệ, chánh kiến trí tuệ chính là Phật dạy thưa quý vị, mà mình cứ để hình tướng bên ngoài đó, nó đánh lừa mình không. Không. Xin thưa quý vị, trong thời Đức Phật á, nếu mà nói về nha, nói về những cái người mà tu khổ hạnh á, quý vị biết á, là có những cái đạo sĩ lõa thể đó đi nhông 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 mà thời tiết Ấn Độ những mùa đông nó sự nói quý vị sư đi rồi nghe, sư rất là lạnh, nhưng mà thật sự thời thời mà Đức Phật còn lạnh dữ nữa, mà trong kinh điển ngay cả mô tả đó là tuyết rơi á, thời đại Đức Phật có tuyết rơi luôn á trước đây, mà những cái đạo sĩ mà lõa thể nữa kiểu á, là họ đi nhông 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 vậy đó, rồi họ xuống sông Hằng họ chầm mình dưới đó đó. Thì nếu mà bây giờ mình nói mình dựa vô hình tướng để mình vội vàng mình đánh giá như vậy, mình không có chú trọng, mình không có trân trọng chánh kiến trí tuệ, không có trân trọng lời Phật dạy, đâu đâu là Phật dạy, đâu không phải là Phật dạy, thì có phải đây là một cái chướng ngại của mình trên đường hành giải thoát sinh tử luân hồi không? Cho nên đó, trước khi kết thúc á, cái câu trả lời này á, thì sư cũng mong mỏi quý vị á, là phàm bất cứ cái điều gì mình thấy ở hình tướng bên ngoài một vị sư đó, có thể là tu bình thường, đúng không? Một vị sư tu bình thường, tôi gọi là tu bình thường đó, hay là tu đầu đà, đúng không? Hay là tu thiền miên mật gì đó, cho dù như thế nào gì đó, mình cái nhiệm vụ của mình đó là mình đến cầu pháp, mình đến cầu pháp, mình cúng dường cho vị đó là tốt, nhưng mà cái nhiệm vụ mình phải cầu pháp gì đó để mình chi, để mình biết cái vị đó là có tu đúng theo lời Phật dạy không, có nói đúng lời Phật dạy không, rồi mình mới tìm hướng nương tựa, chứ đừng có vội vàng để cái hình thức bên ngoài đánh lừa mình, rồi một thời gian sau mình đi theo vị đó rồi cái đầu mình nạp vô toàn là tà kiến, đúng không? Rồi cái hành trình sinh tử luân hồi mình nó miên man, nó vô định, nó không biết nào giải thoát luôn, thì rất là nguy hiểm. Thì cũng mong quý vị là ghi nhận việc này, và sư nhấn mạnh nữa nha, cái câu chuyện sư kể để sư sợ cắt ghép đó là sư kể cho quý vị để quý vị hiểu rõ mình để trân trọng trí tuệ, đúng không? Còn một lần nữa sư nhấn mạnh là nếu mà thật sự bản thân sư đây mà biết cái vị nào mà tu hành đầu đà theo đúng thì lời dạy của Đức Thế Tôn hay là đúng trong thanh tịnh đạo mô tả gì đó, rồi vị đó lại nói đúng pháp nữa, bản thân sư đây xin thưa quý vị, sư còn mong mỏi đi tìm kiếm những vị đó để đảnh lễ cúng dường, không mà mình nghe những cái lời dạy sách tấn những vị đó để mình làm được động lực để mình tu tập được. Và cũng xin kết thúc và trả lời câu hỏi ở đây ạ. Dạ vâng. Tôi xin lỗi quý vị. Do hồi nãy Đại Đức Tuệ Tường đang hỏi cho nên là sư không có muốn mình chat lên, thì quý vị sẽ phân tâm với câu hỏi Đại Đức Tuệ Tường. Thì có một số bạn hỏi cái số tài khoản để hùng phước cái công trình dịch thuật chú giải, thì bây giờ sư mới gửi ha. Đó. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.